Khi mở video lên thì chắc chắn các bạn đã biết mình sẽ đánh giá sản phẩm gì. Và khỏi để dài dòng thì trên bàn mình ngày hôm nay chính là Intel NUC. Đọc một cách dân dã thì người ta gọi là NUC. Một mẫu máy tính để bàn siêu nhỏ gọn, hướng tới người dùng phổ thông, đặc biệt là dân văn phòng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đánh giá xem với 7 triệu đồng bỏ ra thì nó có đáng giá. Trước khi đánh giá, chúng ta sẽ mở hộp xem bên trong Intel tặng kèm cho chúng ta những gì. Đầu tiên là một đống giấy nhóm lò có thể bỏ qua ngay mà không cần đọc. Tiếp theo là một tấm plate kim loại để gắn thiết bị lên tường. Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm một bộ nguồn, một đống đầu cắm khác và vít đệm. Quay trở lại với NUC 7i3BNH thì máy có thiết kế khá nhỏ gọn, phù hợp với cả những không gian sang trọng. Toàn bộ thân máy sử dụng màu đen chủ đạo, xung quanh là nhôm, hoàn thiện giảng nhám. Phần viền cạnh còn được cắt kim cương, tăng thêm vẻ đẹp và làm cho máy nổi bật hơn. Tất cả các cổng kết nối, khe hút gió được cắt CNC một cách chính xác, tinh tế. Mặt trước có nút nguồn hai cổng USB 3.0, trong đó có cổng màu vàng là hỗ trợ sạc cho các thiết bị di động mà không cần phải mở máy. Đây là một điểm nhỏ nhưng lại vô cùng đáng giá, khi mình đi làm chỉ cần mang theo một sợi cáp là đã có thể sạc được cho điện thoại hay là máy tính bảng. Cạnh phải chỉ có một khe hút gió, cạnh trái ngoài khe hút gió sẽ có thêm một khe thẻ microSD. Cá nhân mình sẽ thấy thích thú hơn nếu đây là khe thẻ SD thông thường. Mặt sau là nơi tập trung đa số các cổng kết nối gồm cổng nguồn, HDMI, LAN, hai cổng USB 3.0 nữa và USB Type-C, hỗ trợ băng thông 10G và có thể xuất ra cổng DisplayPort. Bên trên các cổng kết nối là khe thoát nhiệt. Phiên bản NUC 7i3BNH mà mình đang có ở đây là dạng barebone, bao gồm những linh kiện cơ bản nhưng chưa có RAM và ổ cứng. Để trang bị đầy đủ phần cứng thì chúng ta phải mua thêm và mở phần nắp đáy máy để gắn vào. Ở đây mình đã mở ra và gắn sẵn một ổ SSD Intel 240GB cùng 16GB SODIMM DDR4 bớt 2133MHz. Nút công mở ra thì mình cũng quan sát bo mạch của NUC thì nó được sắp xếp khá là gọn gàng vì xử lý được đặt ở bên kia main giữa ba lỗ vít bắt quạt tản nhiệt. NUC cũng được tích hợp sẵn Wi-Fi và Bluetooth, rất đầy đủ cho một mẫu mini PC, nhờ đó mà chúng ta có thể kết nối tới chuột và bàn phím mà không cần phải dây nhựa lằng nhằng. Khe M2 trống hỗ trợ công nghệ Intel Optane, băng thông rộng. Để tối ưu hệ thống này, mình nghĩ các bạn nên rate một ổ HDD dung lượng lớn với một SSD Optane. Như vậy các bạn đã có được một SSD dung lượng siêu lớn mà lại không mất quá nhiều chi phí. Phiên bản NUC mà mình đang có ở đây chỉ sử dụng Intel Core i3-7100U Kabilex, tương đương với một mẫu máy tính xách tay giá dưới 10 triệu đồng. Trong trải nghiệm thực tế, chiếc NUC với vi xử lý Kabilex thực hiện khá là tốt công việc thường ngày như là Office, Chrome, Lightroom của một người viết lách như mình. Với 4 cổng USB, mình có thể cắm cùng một lúc với chuột, bàn phím, một thiết bị lưu trữ khác và ổ còn lại để sạc điện thoại. Và khá đáng tiếc là khe thẻ nhớ chỉ là microSD. Nhờ có hỗ trợ Wi-Fi cùng thân hình nhỏ gọn, mình có thể dễ dàng đặt NUC ở bất cứ đâu trong văn phòng mà không cần phải mang theo dây nối mạng. Lâu lâu không xong việc mình có thể bỏ cặp và mang về làm tiếp. Mình có chấm điểm hiệu năng làm việc hàng ngày với PC Mark 8 Home và đồ họa 3D với 3D Mark Cloud Gate thì nó thấp hơn kha khá khi so với i7-7500U trên Lenovo Yoga 910. Đây chỉ là điểm số, còn thực tế thì sao? Với những tác vụ hàng ngày như là Office, Chrome thì chắc là mình sẽ không phải test lại ở đây nữa vì chắc chắn là nó sẽ làm tốt. Đầu tiên sẽ là xem phim Blu-ray dung lượng gần 30GB thì NUC 7i3BNH vẫn có thể đáp ứng tốt, không có hiện tượng trễ khi tua. Còn với Lightroom thì nó vẫn có thể xử lý ổn, tuy nhiên vẫn còn độ trễ nhẹ khi kéo các thanh màu, nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Phần test thực tế cuối cùng và chắc chắn là nhiều bạn quan tâm nhất chính là test game. Mình có chơi Liên Minh Huyền Thoại ở mức setting cực cao, độ phân giải là Full HD thì mức FPS trung bình là 60, lúc combat lớn sẽ là khoảng tầm 50, không có hiện tượng lag giật trong quá trình chơi. Nhiệt độ tỏa ra trong suốt quá trình sử dụng cũng không quá cao, có thể chấp nhận được đối với một mẫu mini PC. Lúc chơi game tối đa cũng chỉ là 80 độ. Như vậy các bạn có thể thấy mặc dù chỉ là Core i3 nhưng NUC vẫn có thể đáp ứng tốt nhu cầu làm việc văn phòng, chơi game, giải trí cơ bản. Với 7 triệu đồng bỏ ra mà không có RAM ổ cứng thì có thể với nhiều bạn sẽ nói là nó không đáng để lựa chọn. Tuy nhiên đối với mình sẽ nói là nó sẽ đáng để các bạn lưu tâm khi xét tổng thể tất cả những gì nó mang lại cho mình trong quá trình sử dụng hàng ngày. Chưa kể nó còn có thiết kế sang trọng, cổng USB sạc nhanh, tiêu tốn ít điện năng và đặc biệt là công nghệ Intel Optane. Ý kiến của các bạn như thế nào? Hãy comment phía bên dưới và đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ review. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.